Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp những điều không toại ý, luôn cảm thấy như mình là kẻ thất bại trong mọi phương diện. Điều đó khiến cho mình vô cùng đau khổ, sầu muộn và không có lối thoát. Thật ra, tất cả những điều đau khổ trong cuộc sống của chính mỗi cá nhân, theo Phật giáo, là do ta không hiểu biết một cách đúng đắn, thường xử sự một cách sai lầm theo cảm tính. Để tránh bớt những sai lầm không đáng có, mỗi người chúng ta hãy lắng lòng nghe tiếng pháp phi diệu từ nơi Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, người đưa đường dẫn lối cho chúng sanh trong cuộc đời. Đó chính là 66 câu Phật học cho cuộc sống. Với tâm nguyện người thực hiện chương trình, chúng tôi hy vọng mọi người nhờ nghe diệu pháp cuộc sống, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều sai lầm. Cuối cùng, chúc các vị cõi lòng thảnh thơi, an lành trong cuộc sống. 66 câu Phật học cho cuộc sống. Một, sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Hai, nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Ba, bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Bốn, bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho mọi người, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Năm, khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 6. Sự cố chấp của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 7. Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình, mà sau đó nhất định bạn sẽ ân hận. 9. Khi nào bạn thật sự buông xuống, thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 10. Mỗi một vết thương trong cuộc sống đều là một sự trưởng thành. 11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi người khác. 12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 15. Quỷ diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người mà bạn không hề yêu thích. 18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy? 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít. Bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. 21. Sống một ngày là có diệm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. 24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại. 26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 30.
đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm, thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 33. Người không tắm rửa thì càng xích nước qua càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm. 34. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì khổ như vậy? 38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 39. Sống hòa hợp yêu thương chính là phương cách không làm tổn thương bất cứ người nào. 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn. Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 50.
Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, thì đó mới là từ bi. 52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người khác, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng quán trách nó. 55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. 57. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 58. Trong khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể, thì tôi đành cam chịu. 61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng, thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 62. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn. 63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta, nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh,
và một tâm hồn thanh tịnh. 64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần dứt bỏ. Cái cần dứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.